ơi Chúa yêu thương, tôi đi muôn phương không vương lo buồn. Đường gặp gầy nhưng chan hòa ánh chiếu dương. Bước với Chúa yêu thương, tôi không cô đơn, vui tươi trên đường. Lòng nhẹ nhàng buông xa mọi gánh sầu vương. Được đi với Cha khi bóng trần gian khuất xa, bước cùng với Cha trong tình thắm thiết bao la. Được đi với Cha cho dù thời gian lướt qua, tôi luôn vui thoáng sống trong yêu mến tràn hòa. Với Chúa yêu thương, tay trong tay luôn gian nào không sợ. Vừa dặm trường men theo đường tới thiên cung. Bước với Chúa yêu thương, tôi nghe lần lần vui trong tâm hồn. Ngày lại ngày thêm sâu niềm Chúa nhiều hơn. Được đi với Cha khi mộng trần gian khuất xa, bước cùng với Cha trong tình thắm thiết bao la. Được đi với Cha cho dù thời gian lướt qua, tôi luôn vui thoáng sống trong yêu mến tràn hòa. Được đi với Cha cho dù thời gian lướt qua, tôi luôn vui thoáng sống trong yêu mến tràn hòa. Được đi với Cha cho dù thời gian lướt qua, tôi luôn vui thoáng sống trong yêu mến tràn hòa. Ngày khi coi tin tức về những gì đang xảy ra khắp nơi trên thế giới thì tôi cảm tạ ơn Chúa nhiều hơn. Tôi cảm tạ ơn Chúa vì chúng ta được sống ở trong đất nước Hoa Kỳ này, một cái xứ mà theo như Kinh Thánh cho biết ấy, thì giống như là đượm sữa và mật, có nghĩa là giàu có đầy đủ mọi phương tiện để cung ứng cho cái nhu cầu của những người dân sống ở trong đây, trong đất nước Hoa Kỳ này. Tất nhiên trong cùng cái khoảng tháng, bắt đầu tháng 3 năm ngoái, thì tháng 3, tháng 4, tháng 5 và những cái tháng kế tiếp đó, thì cái mùa đại dịch đó, nó xảy ra, nó khiến cho chúng ta phải nói là có nhiều người dùng cái từ là điêu đứng với cái mùa đại dịch đó. Bởi vì chúng ta không biết chuyện gì xảy ra. Và tất nhiên là những người con cái của Chúa thì mình biết rằng bất cứ một chuyện gì xảy ra ở trên thế giới này, ở trong cái vũ trụ này, vẫn là trong tầm kiểm soát của Chúa. Cho nên vì vậy chúng ta cảm ơn Chúa với cái niềm tin nơi Chúa, chúng ta bước đi ở trong cái tinh thần trong hy vọng nơi Chúa, nhờ cậy Chúa. Và cũng chính vì vậy Chúa cho chúng ta có những cái phương tiện. Nếu mà ngày hôm nay chúng ta nhìn lại quá khứ trong khoảng độ gần 2 năm qua đó, thì chúng ta thấy rằng Chúa quá tuyệt vời. Ngài đáp ứng cái nhu cầu của chúng ta và Ngài cho chúng ta vẫn có những cơ hội dịp thuận tiện để thờ phượng cùng với Chúa, đồng hành cùng với Chúa và gắn kết với Chúa nhiều hơn. Tuy nhiên, ngày hôm nay chúng ta sống tại đây, quý vị thấy chúng ta thấy nhiều người, hầu hết tôi đã chích vaccine đầy đủ hết, có người 2 mũi, có người tới 3 mũi. Tất nhiên thì những người trẻ thì đang, phải không ạ? Cho nên trong tuần vừa rồi đó thì cơ quan y tế đó thì họ cho biết rằng cái Pfizer đó, thuốc đó thì nó, những người đã chích rồi đó thì nó ngăn ngừa cho đến 90% cái số người bị bệnh. Nó ngăn ngừa tới 90% cái số người bị bệnh. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa. Nhưng mà khi chúng ta nhìn lại những gì đang xảy ra trên thế giới đó, như ở ngay tại Nga, ngay tại Singapore, ở Việt Nam cũng còn có một số chỗ, và nhiều quốc gia khác ở trên thế giới đó, thì cái vấn đề bây giờ giống như họ đang ở trong cái mùa dịch đó. Có những người họ điêu đứng cái vấn đề như vậy.
Thứ nhất, chúng ta cảm ơn Chúa vì mình được tự do ở trong cái thì hiện tại để mình thờ phượng Chúa. Thứ hai, mình cũng nhớ đến để mình cầu nguyện cho nhiều người khắp nơi trên thế giới để họ có cơ hội họ biết đến Chúa. Cái lý do mà tôi nghĩ rằng cầu nguyện cho họ biết đến Chúa là tại vì con người ta có rất là nhiều những cái khả năng, có sự khôn ngoan, nhưng mà không phải là tất cả, cho nên con người ta vẫn cần phải nhờ cậy vào Chúa. Cho nên vì vậy chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Cho nên ở trong cái mùa lễ tạ ơn này đó, chúng ta hãy cảm tạ ơn Chúa nhiều hơn. Cảm tạ ơn Chúa về đời sống của quý vị, cảm tạ ơn Chúa về gia đình của quý vị, cảm tạ ơn Chúa về những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta. Chúng ta hãy cảm tạ ơn Chúa. Và khi cảm tạ ơn Chúa thì chúng ta biết ơn Chúa nhiều hơn, và chúng ta sẽ làm những gì tốt đẹp nhất trong cái tinh thần cảm tạ. Cho nên vì vậy khi chúng ta đến với nhau trong sự thờ phượng Chúa, và hôm nay là Chủ nhật đầu tháng, thì chúng ta hãy dâng lên Chúa lời cảm tạ. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa không phải như là ồ tôi cảm tạ ơn Chúa, mà nhiều khi trong đầu mình không biết mình cảm tạ ơn Chúa về cái gì, không ạ? Thật ra mình phải biết mình đang cảm tạ ơn Chúa về cái gì, mình đã biết ơn Chúa về cái gì. Đó mới là điều quan trọng. Bởi vì khi chúng ta biết như vậy, chúng ta thấy cái đời sống của mình nó có ý nghĩa hơn. Cho nên vì vậy tôi mời quý vị ở trong cái tinh thần hãy cảm tạ ơn Chúa ở trong qua cái đoạn video clip này, với cái tinh thần biết ơn Chúa. Vì thứ nhất là biết Chúa là ai, thứ hai là nhận biết cái tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta trong cái ơn cứu chuộc và đối với những người xung quanh chúng ta. Và sau đó chúng ta sẽ cùng nhau hát ca ngợi Chúa, chung với nhau trong tinh thần cảm tạ ơn Chúa qua chính môi miệng của chúng ta. Khi chúng ta hát ca ngợi Chúa qua cái sự hiện diện của quý vị ở tại đây, thì chúng ta hãy cảm ơn Chúa. We thank God for everything He has done for us, special for Thanksgiving season. We come with our, on the bottom of our hearts, we just thank God for everything. Let us watch the video clip. It is in English and we have subtitles. Cái video clip này thì nói bằng tiếng Anh, nhưng mà có cái hàng chữ ở bên phía dưới để cho chúng ta biết để cái ý nghĩa của cái những cái gì mà video muốn bày tỏ cho chúng ta. Okay. Cảm ơn Chúa. Và thì giờ này tôi mời quý vị đồng đứng dậy, chúng sẽ hát chung với nhau bài hát này với tinh thần chúng ta cùng nhau cảm tạ ơn Chúa. I ask you stand up. Let us sing this song together. Nếu mà quý vị nào mà thấy, tôi nhắc quý vị nào mà khi đang đứng, quý vị hoặc quý vị thấy chân mà nó bị mệt hay gì đó, quý vị cứ ngồi xuống tự nhiên ha, không sao. Chúa biết được cái tâm tình của chúng ta. Xanh đẹp xinh Chúa đã vẽ nên.
trời đêm truyền giao quyền năng Chúa đang sáng tạo. Ngàn ơn dòng sông núi cao, vùng hoang sơ biển cả lớn lao. Mọi lời ngài truyền mà toàn cõi thiên nhiên được dựng lên. Càng ngàn lời chúc tôn mà mọi nơi kính yêu dâng lên trước Chúa ba ngồi. Để mọi điều Chúa ban thật không sao nói hết lên lời. Tràn lòng thành kính con xin tạ ơn Cha. Khen hallelujah, chúc tôn Chúa cao vời. Tình yêu thương ngài thẳm dòng sâu, có chế xanh bạc. Lòng thương xót đoàn con mãi luôn, ơn điển Chúa tràn tuôn lãng lai. Sự thành tên Chúa mỗi ngày thêm trên con lòng tươi lời chúc tôn và mọi lời kính yêu nguyện dâng lên trước Chúa ba ngồi. Em mọi điều Chúa ban thật không sao nói hết lên lời. Tràn lòng thành kính con xin tạ ơn Cha. Lời khen hallelujah, chúc tôn Chúa cao vời. Tình yêu thương ngài thật dòng sâu, có chế sạch bạc. Lòng thương xót hàng con mãi luôn, ơn điển Chúa tràn tuôn lãng lai. Sự thành tên Chúa mỗi ngày thêm trên con lòng tươi mới. Càng ngàn lời chúc tôn và mọi lời kính yêu nguyện dâng lên trước Chúa ba ngồi. Để mọi điều Chúa ban thật không sao nói hết lên lời. Tràn lòng thành kính con xin tạ ơn Cha. Lời chúc tôn và mọi lời kính yêu nguyện dâng lên trước Chúa ba ngồi. Về mọi điều Chúa ban thật không sao nói hết lên lời. Tràn lòng thành kính con xin tạ ơn Cha. Kính lạy Chúa, chúng con đến đây buổi chiều ngày hôm nay cũng là Chủ nhật đầu tháng, và đặc biệt cũng là đầu tháng 11, tháng của mùa tạ ơn. Chúng con dâng lên Chúa lời cảm tạ với lòng biết ơn chân thành và cảm ơn Chúa về những gì mà Ngài cung ứng cho chính đời sống của chúng con. Ngài gìn giữ chúng con, đáp ứng nhu cầu của chúng con, bảo vệ chúng con khi đi ra đi vào ở trong bóng cánh toàn năng của Chúa.
Khi chúng con đối diện với những sự khó khăn, thử thách, thì chúng con biết rằng Chúa đã đồng hành cùng với chúng con. Có những khi Ngài còn bồng ẵm chúng con ở trong tay của Ngài, để chúng con vượt qua khỏi những sự khó khăn, thử thách. Vì vậy, khi đến trước mặt Chúa trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài là Chúa của chúng con. Ngài đã đấng đã tạo dựng lên vũ trụ này, và Ngài đã đấng đang tể trị vũ trụ này. Không điều chi xảy ra ở trong vũ trụ này ở ngoài tầm kiểm soát của Chúa. Và cũng chính vì vậy mà chúng con có hy vọng, có bình an, dù cho đời sống gặp những sự khó khăn, thử thách. Và chúng con tin rằng khi Chúa đã cứu chuộc mỗi đời sống của chúng con, và chúng con đồng hành cùng với Chúa, thì Ngài hứa rằng sẽ dẫn dắt chúng con đi hết cái hành trình ở trên trần gian này, cho đến cái đích mà Chúa đặt để cho chúng con. Để rồi chúng con sẽ được gặp Chúa, sẽ hướng đến những phước hạnh đời đời ở trên thiên đàng, là chỗ mà Ngài ban cho những người đã tin cậy Chúa có thể Giê-xu làm cứu cho chính đời sống của mình. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Trong tinh thần đó, khi chúng con đến thờ phượng Chúa buổi chiều ngày hôm nay, nguyện xin Chúa Ngài tiếp tục hiện diện với chúng con, ban phước cho chúng con. Và nếu trong đời sống chúng con có những điều gì mà chúng con sống chưa được đẹp theo ý của Chúa trong suốt một tuần lễ vừa qua, thì trong thời gian này chúng con cầu nguyện xin sự thương xót của Chúa đổ đầy trên chúng con, tha thứ tội lỗi cho chúng con, để chúng con được tự do mọi bề trong sự thờ phượng Chúa, trong mối tương giao cùng với Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa vì những con cái của chúng ta đến đây được, ơn càng thêm ơn. Xin Chúa Ngài cho tất cả các con cái của Chúa được tự do mọi bề trong sự thờ phượng Chúa, từ đời sống thuộc thể đến đời sống thuộc linh, để rồi mối tương giao giữa chúng con với Chúa, sự lắng nghe lời của Chúa cũng sẽ là sức mạnh mà Chúa cho chúng con tiếp tục ở trong một tuần lễ mới. Chúng con cầu nguyện cho những người không thể đến với chúng con được, nhưng đang thờ phượng trực tuyến cùng với chúng con. Ngài hiểu được tình trạng của mỗi một người, xin Chúa ban ơn cho họ được tự do mọi bề tập trung để đồng với chúng con trong sự thờ phượng Chúa suốt buổi chiều ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa. As we gathering to worship our Heavenly Father, would you give thanks for all the things you have done for us in the past week and in the past year? And we just thank you for everything you have done. Thank you for your salvation. Thank you for your providence. Thank you for your guidance. And thank you for your protection. So we give thanks to you. So as we come to worship you from the bottom of our hearts, we want to glorify your name. So everything we are doing here, we just want to bring glory to you. So may you bless us, help us as we worship you. Chúng con cảm ơn Chúa vì thời gian này và cùng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa thập tự xưa Giêsu treo mình, nay tôi xin Chúa sống muôn tội trắng tinh, bởi huyết trên con tâm thanh sạch an bình, kính ngợi Chúa Giêsu, vinh thay danh Giêsu nghìn thu, vinh thay danh thần nhân Giêsu. Bởi huyết trên cỏ tôi thanh sạch an bình, kính ngợi Chúa Giêsu. Chúa cứu tôi, ôi ơn sâu dòng muôn trùng, tâm linh tôi có Chúa vui ngự thủy chung, Chúa với tôi nơi thập tự kia vinh phùng, kính ngợi Chúa Giêsu. Vinh thay danh Giêsu nghìn thu, vinh thay danh thần nhân Giêsu. Bởi huyết trên cỏ tôi thanh sạch an bình, kính ngợi Chúa Giêsu.
biết tha tôi kia linh nghiệm vô cùng. Vui thay trong suối ấy tôi gọi tám sông, chỉ suối hiệp kia mong rửa sạch nhớ lòng. Kính ngợi Chúa Giêsu, vinh thay danh Giêsu nghìn thu, vinh thay danh thần nhân Giêsu. Bởi huyết chiến con tôi thanh sạch an bình, kính ngợi Chúa Giêsu. Hãy đến lời mai nguyện Giêsu tuôn tràn, đem dâng lên Chúa các tâm hồn vỡ tan. Chúa giúp anh này luôn luôn được an toàn, kính ngợi Chúa Giêsu. Vinh thay danh Giêsu nghìn thu, vinh thay danh thần nhân Giêsu. Bởi huyết chiến con tôi thanh sạch an bình, kính ngợi Chúa Giêsu. Kính mời quý vị an tọa, dù mời sẽ tiến. Thưa quý vị, chúng ta đến đây buổi chiều ngày hôm nay để thờ phượng Chúa, nhưng mà cảm ơn Chúa chúng ta có dịp để chúng ta cùng nhau dự lễ thực thánh. Tất nhiên chúng ta dự lễ thực thánh vào mỗi Chúa Nhật đầu tháng, và mỗi khi chúng ta dự lễ thực thánh như vậy đó thì Chúa lại nhắc nhở chúng ta ở trong cái ý nghĩa của lễ thực thánh. Và trong buổi chiều ngày hôm nay, cái điều mà Chúa nhắc nhở cho chúng ta qua câu hỏi: tại sao Cơ Đốc nhân cử hành tiệc thánh của Chúa? Tại sao Cơ Đốc nhân cử hành tiệc thánh của Chúa? Thì khi chúng ta nghe câu hỏi như vậy, tất nhiên chúng ta cần phải có câu trả lời, hoặc là chúng ta phải hiểu được cái câu trả lời đó là như thế nào. Thì khi chúng ta suy nghĩ trong cái vấn đề này, can you move on? Ở trong cái vấn đề này đó, thì Chúa dạy chúng ta đó, ở trong tinh thần đó, là làm tất cả mọi việc này đó, trong tinh thần nhớ đến Chúa, nhớ đến Chúa. Và khi nói chữ nhớ đến Chúa tại đây đó, thì chúng ta nhớ đến những gì mà Chúa đã thể hiện cho chúng ta qua tình yêu của Ngài. Move on. Và khi chúng ta dự lễ tiệc thánh đó, thì Chúa nhắc cho chúng ta về cái ý nghĩa của lễ tiệc thánh. Tất nhiên thì cái sự chết của Chúa Giêsu nó đã xảy ra 2000 năm vừa qua. Nhưng mà Chúa nhắc chúng ta theo đúng cái câu kinh thánh đó, Chúa nhắc chúng ta mỗi khi các con ăn bánh này, uống chén này thì giao sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến. Và khi chúng ta nhớ được như vậy đó, thì chúng ta sẽ nhớ một điều rằng dự lễ thực thánh là điều mà Chúa nhắc cho chúng ta biết ở trong cái ý nghĩa về sự thương khó của Ngài, ý nghĩa về tình yêu của Ngài, ý nghĩa về ơn cứu chuộc của Ngài, và ý nghĩa về cái công tác mà Ngài giao phó cho mỗi đời sống của chúng ta. Cho nên vì vậy khi chúng ta cùng nhau dự lễ thực thánh đó, thì Chúa nhắc chúng ta đó về cái tinh thần của sự thờ phượng. Chúng ta thờ phượng Chúa bởi cớ cái công việc hoặc là cái ơn cứu chuộc của Ngài trên mỗi đời sống chúng ta. Chúng ta thờ phượng Chúa bởi tình yêu và ân sủng của Ngài cho mỗi đời sống của chúng ta. Và đặc biệt chúng ta thờ phượng Chúa bởi vì chúng ta nhận được cái sự cứu chuộc, cái ơn cứu rỗi của Chúa cho mỗi đời sống chúng ta. Đó là lý do tại sao buổi chiều ngày hôm nay quý vị làm bất cứ cái việc gì ở trong sinh hoạt hàng ngày thì quý vị vẫn dành cái thời gian để quý vị đến thờ phượng Chúa vào ngày Chủ nhật. Hoặc là đối với chúng ta vào chiều Chủ nhật, đối với người Hoa thì hai cái suất buổi sáng thì vào buổi sáng Chủ nhật. Nhưng mà trong ngày Chủ nhật chúng ta dành cho Chúa, bởi chúng ta đến để cùng nhau thờ phượng Chúa. Cho nên vì vậy khi chúng ta thờ phượng Chúa như vậy đó, thì chúng ta với tinh thần biết ơn Chúa, nhất là trong cái mùa lễ tạ ơn này, thì chúng ta biết ơn Chúa càng hơn ở trong ơn cứu chuộc của Ngài. Trong đời sống của chúng ta đó, nhiều khi chúng ta thấy ai họ giúp chúng ta cái điều gì, hoặc là chúng ta mang ơn cái đối với ai cái những cái điều gì mà họ đã thể hiện, họ đã làm cho chúng ta đó, hoặc là họ hy sinh cho chúng ta, thì chúng ta cảm ơn họ rất là nhiều.
Nhưng mà trong cái ơn cứu chuộc của Chúa thì chúng ta phải cảm ơn Chúa nhiều hơn. Bởi vì khi Chúa cứu chuộc chúng ta đó, thì Ngài ban cho chúng ta có cái sự sống đời đời. Tất nhiên đối với người đời đó, những cái gì ban cho chúng ta đó, nó chỉ có trong đời này mà thôi. Nhưng đối với Chúa đó, cái ơn cứu chuộc của Chúa đó có với chúng ta trong đời này cũng như trong đời sau. Cho nên vì vậy, chúng ta phải nhớ cái ơn đó. Cho nên vì vậy, cũng chính vì nhớ ơn đó như vậy, chúng ta thờ phượng Chúa với cái tâm tình biết ơn Chúa, nhận biết Chúa là ai và nhận biết cái địa vị của chúng ta là ai ở trước mặt Chúa và ở trong cái xã hội này. Cái thứ hai là ở trong cái tinh thần kỳ nghĩa của Lễ Thực Thánh đó là Chúa nhắc chúng ta trong tinh thần chứng đạo. Bởi vì chúng ta cần phải đồng công với Chúa, đây là một cái đặc ân Chúa cho, chứ không phải là một cái gì đó mà mình thấy nó giống như là một công việc khổ sở, phải không ạ? Giống như trong chúng ta là những người mà Chúa cho chúng ta được đồng công với Chúa trong công việc nhà Chúa đó, thì đó là một cái phước hạnh, một cái địa vị cao quý mà Chúa muốn ban cho mỗi đời sống của chúng ta. Tất nhiên thì không phải ai cũng có cái điều đó được. Chỉ có những người tin nhận Chúa Jesus Christ làm cứu cho chính đời sống của mình mới có được cái điều đó mà thôi. Tất cả những cái tôn giáo khác đó thì khi họ nói về cái đời sống hoặc cái sự sống đời đời hoặc là sự sống đời sau đó, thì có nhiều những cái tôn giáo họ đề cập đến một cách rất là mơ hồ. Nhưng mà ở trên đời này không ở đâu nói rõ hơn hết về cái sự sống đời sau như ở trong Kinh Thánh hết, như ở trong Kinh Thánh cả. Cho nên vì vậy đó, Chúa nói rằng cái sự chứng đạo là đem cái ơn cứu chuộc, cái sự sống đời đời của Chúa đến cho những người khác, để họ không còn ở trong sự hư mất, nhưng mà họ ở trong sự sống đời đời khi họ tin nhận Chúa Jesus Christ làm cứu cho chính đời sống của họ. Và tội lỗi của họ đã được tha thứ. Và sau đó họ sẽ được đồng ngồi với Chúa để xét xử thế gian này. Cho nên vậy Chúa nhắc cái điều đó ở trong Matthew đoạn 26 câu 29 và Corinto nhất đoạn 11 câu số 26 rất rõ trong vấn đề như vậy. Vấn đề thứ ba, trong khi chúng ta dự lễ thực thánh đó, thì Chúa nhắc chúng ta về cái sự dạy dỗ của lễ thực thánh. Khi ở trong đó đó thì Chúa nói về vấn đề dự lễ thực thánh. Có nghĩa là Chúa hướng dẫn chúng ta trong khi dự lễ thực thánh, và Chúa muốn nhắc chúng ta ở trong cái địa vị trước khi chúng ta tin Chúa và sau khi chúng ta tin Chúa. Trước khi tin Chúa đó thì chúng ta ở trong cái địa vị của một con người hư mất, nhưng mà sau khi tin Chúa ở trong địa vị của một con người có sự sống đời đời, có sự sống, nghĩa là có mối liên hệ với Chúa và có được cái sự hy vọng. Và tất cả những gì chúng ta đầu tư ở trên đời này đó sẽ không đi vào trong sự hư mất, nhưng mà đi vào trong sự sống đời đời, là cái chỗ mà chúng ta đầu tư. Cho nên vì vậy tôi nghĩ rằng trong đời sống hàng ngày có một cái hình ảnh mà tôi hay nghĩ tới đó. Tôi nghĩ tới ví dụ trước năm 1975 chẳng hạn như vậy, thì có nhiều người đó khi họ trước đó họ để tiền ở trong nhà băng ở nước ngoài chẳng hạn như vậy đó, thì sau đó khi họ ra nước ngoài họ lấy tiền đó, họ nhận được cái số tiền đó để họ có thể dùng được số tiền đó. Nhưng nếu họ giữ số tiền đó ở tại Việt Nam chẳng hạn như vậy thì họ sẽ không sử dụng, với số tiền đó sẽ bị mất, mà nhiều khi có thể trở thành cái tai họa. Ngày hôm nay chúng ta biết rằng ở bên nhiều quốc gia khác ở trên thế giới này, họ cũng rất là muốn đầu tư vào một cái chỗ mà họ nghĩ rằng cái chỗ đó có thể được an toàn, khi mà họ cần thì họ có thể sử dụng tiền bạc của họ. Và nhất là nhiều người ở bên Hồng Kông, Đài Loan chẳng hạn như vậy, họ rất là muốn đầu tư cái tiền bạc ở trên nước Mỹ này hoặc là ở trên bên Thụy Sĩ chẳng hạn như vậy. Nhưng mà tất cả những điều đó cũng không có điều gì bảo đảm 100% hết. Nhưng nếu chúng ta đầu tư vào trong nước thiên đàng thì cái điều này được bảo đảm 100%. Đó là cái điều mà chúng ta biết rằng cái sự phục vụ Chúa, cái sự dâng hiến cho công việc nhà Chúa, chứng đạo giúp cho những người khác đến với Chúa, đó là cái sự đầu tư của mỗi đời sống của chúng ta. Cho nên Chúa dạy cho chúng ta rất rõ trong vấn đề này. Khi giúp cho chúng ta nhận biết cái sự ăn năn về tội lỗi của mình, đến gần với Chúa, thì chúng ta sẽ có sự sống đời đời. Và đây là một cái đặc ân Chúa ban ơn cho những ai tin nhận Chúa Jesus Christ làm cứu cho chính đời sống của mình. Và vấn đề thứ tư ở trong cái ý nghĩa này, khi chúng ta dự lễ thực thánh thì Chúa nhắc chúng ta đến cái tinh thần của sự phục vụ. Phục vụ là một trong những cơ hội, những thuận tiện mà chúng ta có được. Tất nhiên có rất là nhiều những cái việc nó xảy ra trong đời sống của chúng ta. Có những người túm lấy cơ hội đó, nhưng cũng có những người không, có những người bỏ qua những cơ hội đó như vậy.
thì rất là tiếc có nhiều người bỏ qua, tại vì có thể họ không biết, nhưng mà cũng có thể tại vì họ không nhận thức được cái ý nghĩa, cơ hội dịp thuận tiện mà Chúa cho. Nhưng mà cái sự phục vụ tại đây đó là chúng ta nhìn thấy cái sự hy sinh của Chúa, và chúng ta cũng bày tỏ cái tấm lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa qua sự dâng hiến chính đời sống của chúng ta cho Chúa, để chúng ta được phục vụ Chúa, và đời sống của chúng ta được Chúa sử dụng. Như ở trong Roma đoạn 12 câu số 1 đó, thì Chúa nói rằng hãy dâng thân thể sống và thánh đẹp lòng Đức Chúa Trời. Thân thể sống và thánh có nghĩa là chúng ta là những người có thể phục vụ Chúa được, là những người có thể đem cái tình yêu của Thiên Chúa đến cho những người khác được. Cho nên đó là điều mà Chúa nhắc cho mỗi đời sống của chúng ta. Và đây là cái đặc ân, một cái món quà mà Chúa ngày ban ơn cho mỗi đời sống của chúng ta. Ta xin Chúa giúp chúng ta trong cái tinh thần này. Cho nên vì vậy khi chúng ta cùng nhau dự lễ tiệc thánh, tớ mong rằng mỗi quý vị có thể nhìn thấy được cái ơn cứu chuộc của Chúa, cái sự hy sinh của Chúa. Và ở trong kinh thánh hoặc là trong những bài thánh ca thì có nhắc tới cái bài thập tự xưa, phải không ạ? Cái chữ thập tự xưa đưa đến cho con người chúng ta một cái tình yêu, một cái sự hy vọng. Chính thập tự xưa đó đã đem đến biết bao nhiêu cái nguồn hy vọng, biết bao nhiêu cái sự sống cho tất cả những ai tin nhận nơi Ngài. Vì vậy trước khi chúng ta cùng nhau nhận bánh và chén, tôi mời ban thờ phượng trở lại đây, chúng ta sẽ cùng nhau hát chung với nhau cái bài hát thập tự xưa. Và khi hát bài hát này đó, tôi mong rằng quý vị cố gắng vừa hát và vừa suy gẫm những cái ý nghĩa của bài hát đó, để chúng ta có thể thấy rõ cái vấn đề dự lễ tiệc thánh là một cái thì giờ, một cái ý nghĩa nó rất là quan trọng trên mỗi đời sống của chúng ta, để chúng ta có thể nhận biết được cái tình yêu của Thiên Chúa và cái ơn của Thiên Chúa, cái đặc ân Thiên Chúa ban ơn cho, nhưng mà cũng sẵn sàng hy sinh để đem tình yêu đó đến cho tất cả mọi người. Từ xưa sừng sững cao, dựng tàn trên sườn núi xa, như tiêu biểu cho muôn sao có gì nhiều. Lòng tôi yêu thập giá xưa, nơi vua vinh diệu trí cao, thay nhân thế hư hoại say mê bóng dâng thập tự xưa, vui lòng đầu hồn tàn hiến cả cuộc đời, lòng ô mơ muôn quyến luyến với thập tự sẽ biến nên bao vệ chính tôi. Thập tự xưa hình xấu xa, toàn trần gian đều mỉa mai, nhưng thu hút tôi bằng tình yêu âm thầm. Vì chiến con từ Chúa Cha, rời trời cao đầy hiển vinh, mang gian nan đau buồn ở Gô-gô-tha, lòng tôi say mê bóng dáng thập tự xưa, vui lòng đầu buông tàn hiến cả cuộc đời. Chính tôi thầm tự
xa là thuở xưa, chìm ngập trong dòng huyết thiêng. Nhưng tôi thấy vẻ đẹp tuyệt đối cao trào, vì tại trên thập giá xưa Giêsu yên lặng chịu đau, đem tha thứ nguyện lành đến cho chính tôi. Lòng tôi say mê bóng dáng thờ từ xưa, vui lòng đầu phục tần hiến ca cuộc đời. Lòng ôm chính tôi, từ nay chung thành mãi luôn, không tài chân thật giá xưa, vui mang hết bao điều nhục nhạc kinh hoàng. Ngày tương lai bừng sáng tươi, Giêsu kêu gọi chính tôi, hân hoan sống trong nguồn ánh sáng vinh quang. Lòng tôi say mê bóng dáng thập từ xưa, vui lòng đầu phục tần hiến ca cuộc đời. Quý vị hát bài hát về thập tự giá, và khi quý vị nhìn thấy hình ảnh của những cây thập tự ở trong cái background của cái video của bài hát đó, thì tôi ước mong là quý vị có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của cái cây thập tự đó. Mặc dù cái thập tự đó nó chỉ là bằng gỗ hoặc là bằng tất cả những cái phương tiện vật chất khác thôi, nhưng nó có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt khi chúng ta tin. Cho nên vì vậy chúng ta thấy đó, có nhiều người họ nói chúng tôi đem cái thập tự đi chữa bệnh, tôi đưa cái thập tự ra chẳng hạn như vậy. Có thể đó là trong cái niềm tin họ dùng cái thập tự đó, nhưng cái niềm tin đó nó phải được thể hiện ở trong chính cái người mà họ có cái đức tin ở nơi Chúa Giêsu. Khoảng 20 năm về trước đó thì chúng tôi chỉ có một số rất là ít có một cuốn sách, và tại Việt Nam đó thì chính quyền họ viết, khi họ nghiên cứu về Cơ Đốc giáo đó, họ nghiên cứu về cuốn Kinh Thánh đó, thì họ viết ra và họ nghiên cứu một cách rất là kỹ. Và cuốn đó thì họ chỉ có lưu hành trong nội bộ thôi, nhưng mà không biết tại sao mục sư Nguyễn Sơn Đức ông ấy có và ông ấy tặng tôi một cuốn đó. Và khi đọc nghiên cứu tôi thấy họ nghiên cứu rất là kỹ về Cơ Đốc giáo, và họ cũng đề cập đến rất là nhiều ở trong niềm tin, và trong đó họ có đề cập đến cái thập tự. Thật ra quý vị biết rằng ở tại Việt Nam đó thì chính quyền Việt Nam đó họ nhìn Trung Quốc như là một cái gương của họ, là trong vấn đề trong đời sống, trong vấn đề làm ăn, trong vấn đề đàn áp tôn giáo chẳng hạn như vậy. Thì quý vị biết trong những ngày gần đây đó, thì tại Trung Quốc đó, người ta bắt các nhà thờ đó phải dẹp bỏ tất cả những cái thập tự, nhưng mà họ cho có thời gian, và đến khi mà thời gian đó không, người nhà thờ không dẹp đi đó, thì họ tự động họ mang những cái xe xúc tới đó, những cái xe cần cầu tới đó, họ dẹp những cái thập tự. Và khi chúng ta hát cái bài hát này đó, quý vị mới thấy rằng tại sao cái thập tự nó có một cái sức mạnh, nó khiến cho người dân Trung Quốc tin Chúa mạnh mẽ như vậy. Và cái niềm tin này đó, nó thể hiện ở trong cái con người của những người khi theo Chúa, những con người nhìn thấy thập tự giá. Khi nhìn thấy thập tự giá đó, thì thấy hình ảnh sự đau thương của Chúa Giêsu, nhưng mà cũng nhìn thấy cái hình ảnh về cái sức mạnh trong cái sự phục sinh của Chúa Giêsu. Cho nên vì vậy chúng ta phải cảm ơn Chúa khi chúng ta hát bài hát này. Và khi chúng ta dự lễ tiệc thánh đó, với cái niềm tin đó,
thì cái niềm tin nó sẽ giúp cho chúng ta sống mạnh mẽ, vui thỏa hơn. Và tôi cảm ơn Chúa vì tôi thấy nhà thờ chúng ta, quý vị rất là coi trọng cái đức tin ở trong những cái điều mà Chúa dạy cho chúng ta qua lời của Chúa, và nhất là khi chúng ta cùng nhau dự lễ tiệc thánh. Cho nên vì vậy, tôi mời tất cả những quý vị chúng ta đồng đứng dậy. Tiệc thánh thứ nhất là chỉ có dành cho những người đã tin nhận Chúa Giêsu Christ làm cứu cho chính đời sống của mình. Những người đã cầu nguyện tin Chúa Giêsu Christ làm cứu cho chính đời sống của mình. Những người đã nhận lễ báp têm ra nhà hội thánh là những người có gọi là đủ cái tiêu chuẩn để nhận lễ tiệc thánh. Bởi vì tiệc thánh mặc dù là chỉ là bánh, là chén, nhưng mà khi chúng ta có đức tin và khi Chúa dạy dỗ đó thì nó trở lên có sức mạnh vô cùng ở trong cái ý đó. Cho nên vì vậy chúng tôi xin nhắc rằng những quý vị, dù cho quý vị có cái niềm tin nhưng mà chưa thực hiện những cái bước để công khai xác nhận đức tin đó, thì quý vị có thể chờ đợi để vào những cái dịp chúng tôi mong là quý vị có dịp để đồng dự chung vấn đề giữa đại thực thánh. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con được cùng nhau dự lễ thực thánh trong buổi chiều ngày hôm nay, và cảm tạ ơn Chúa vì khi chúng con dự lễ thực thánh, Ngài nhắc nhở cho chúng con biết về cái mục đích, nhắc chúng con biết về ơn cứu chuộc, và nhắc chúng con biết về sức mạnh của sự phục sinh của Chúa Kitô Giêsu, và nhắc chúng con biết về đức tin của chúng con nơi Chúa Kitô Giêsu sẽ giúp cho đời sống của chúng con được mạnh mẽ, được hy vọng, và chúng con sẽ nhận lãnh được cái phước hạnh của sự sống đời đời ở trong đời này cũng như trong đời sau. Thật chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Cảm ơn Chúa về đức tin của những con cái của Chúa nơi Ngài qua Chúa Kitô Giêsu. Và chúng con muốn thì giờ này, những điều Ngài dạy rõ cho chúng con. Bởi vì khi chúng con ăn bánh này, chúng con uống chén này, thì chúng con nhớ đến những sự dạy dỗ của Chúa, nhớ đến mục đích mà Chúa thiết lập lễ tiệc thánh, nhớ đến tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa bày tỏ cho chúng con qua Chúa Kitô Giêsu, nhớ đến quyền năng về sự phục sinh của Chúa Giêsu sau khi Ngài phải chết để chuộc tội cho nhân loại, và sau đó Ngài đã chiến thắng sự chết, rồi Ngài ngồi bên hữu Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài cầu nguyện cho chúng con, và khi thời điểm đã đến thì Chúa trở lại và Ngài sẽ đoán xét thế gian này. Vì vậy cảm tạ ơn Chúa về những gì Chúa dạy dỗ cho chúng con. Với đức tin đó, hy vọng nơi Ngài, chúng con cầu nguyện xin Chúa Ngài giúp cho chúng con trong thời gian này đặt để đức tin của chúng con nơi Chúa, dâng chính đời sống của chúng con cho Ngài. Để khi chúng con ăn bánh này, uống chén này, thì chính bánh này, chén này sẽ thanh tẩy tội lỗi của chúng con, chữa lành bệnh tật của chúng con, thêm sức và quyền của Ngài thi thố trong chính đời sống của chúng con, để chúng con có thể sống một đời sống hy vọng, một đời sống phục vụ, một đời sống có kết quả, một đời sống đem vinh hiển cho danh của Chúa và đem phước hạnh cho nhiều người khi họ được nghe đến Chúa, họ biết đến Chúa, họ tin nhận Chúa Giêsu làm cứu cho chính đời sống của họ. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Thank you all Father in heaven for the time we can receive the communion. Thank you for establishing the Lord's Supper, the communion, to teach us about your love, your grace, and the power of resurrection through your Son, Jesus Christ. So at this time, I should ask you to help us to examine ourselves and ask for the forgiveness of our sins, so that as it, our sin will be forgiven, and your power as you entrust in us, we will perform to us and bring more blessing to the other people and also for to us and for our people around us. So thank you. Chúng con cảm ơn Chúa và chúng con cùng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Quý vị cứ đứng và tôi sẽ mời bà Chánh và bà Hương đến phụ với tôi trong gì là trực tài các ban phát trực thánh này. Trong đêm Chúa Giêsu bị nộp, Ngài lấy bánh tạ ơn
rồi bẻ ra mà phán rằng đây là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho. Khi quý vị nhận bánh, chúng ta cầm bánh và chờ đợi. Trong khi chờ đợi, quý vị có thể muốn cầu nguyện trình dâng cho Chúa điều gì nên thì giờ. Lạy Chúa cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì mỗi chúng con có miếng bánh trên tay. Con cầu nguyện xin Chúa thánh hóa miếng bánh này để khi chúng con dùng vào, chính quyền năng của Chúa thi thố, Ngài thanh tẩy mọi tội lỗi của chúng con, giúp cho chúng con được mạnh khỏe. Nếu trong thân thể của chúng con có bệnh, xin Chúa Ngài chữa bệnh cho chúng con. Vì chính Chúa là bác sĩ đại tài và chính quyền năng và sự phục sinh của Chúa sẽ làm tất cả những gì mà Ngài muốn bày tỏ qua chính đời sống của chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa Giêsu phán rằng hãy làm điều này để nhớ đến ta. Xin mời chúng ta cùng dùng. Cũng một thể sau khi dùng bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng, chén này là máu trong giao ước mới của ta. Thầy bí cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa, mỗi chúng con có chén nước nhỏ trên tay, tượng trưng cho máu của Chúa Giêsu Christ vì cớ chúng con mà phải đổ ra. Con cầu nguyện bởi quyền năng và sự sống lại của Chúa Giêsu, xin Thánh Linh của Ngài thánh hóa chén nước nhỏ này, để bởi đức tin khi chúng con dùng vào, chính quyền năng đó thi thố thanh tẩy tội lỗi của chúng con, thêm ơn, thêm sức và giúp chúng con có một đời sống vui thỏa, một đời sống hy vọng, một đời sống phước hạnh và có đủ sức làm những công việc để bày tỏ quyền năng của Chúa và vinh hiển của Ngài và hầu cho có nhiều người được biết đến Chúa, tin nhận Chúa Christ Jesus làm cứu cho chính đời sống của họ, để linh hồn của họ được tha thứ tội lỗi và được ơn cứu chuộc từ nơi Ngài.
Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cùng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúa Giêsu phán rằng: hãy làm điều này để nhớ đến ta. Xin mời chúng ta cùng dùng. Chúng ta hãy biết cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con vừa được cùng nhau dự lễ trực thánh. Đây là một thời gian mà chúng con cảm tạ ơn Chúa càng hơn vì Ngài biết được sức của chúng con, cho nên Ngài dùng thời gian này để nhắc nhở, dạy dỗ chúng con về cái giá trị cao quý mà chúng con có được qua con một của Ngài là Chúa Cứu Thế Giêsu. Xin Chúa Ngài giúp chúng con có thể sống xứng đáng với địa vị cao quý là con cái của Chúa, và cũng biết cảm tạ ơn Chúa vì đặc ân được đồng công với Ngài trong công việc nhà Ngài. Công việc đó là giao truyền phúc âm của Chúa đến cho nhiều người, giao truyền ơn cứu chuộc của Chúa đến cho nhiều người để họ được nghe, họ có thể nhận biết, họ tin, họ có thể nhận được sự sống đời đời. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Cũng trong tinh thần đó, không những chúng con phục vụ Chúa qua môi miệng của chúng con, đời sống của chúng con, nhưng mà thời gian này chúng con cũng muốn dâng hiến cho công tác truyền giáo như là một trong những sự cố gắng của mỗi chúng con, tức là muốn đem phúc âm của Chúa đến cho nhiều người bằng mọi cách, và để nhiều người cũng có cơ hội để được nghe, được biết và được để tin nhận Chúa Giêsu làm cứu cho chính đời sống của họ. Và nhất là cái món quà về ơn cứu chuộc mà Chúa đã sắm sẵn cho họ thì họ cũng có thể nhận được để sự vinh hiển của Chúa càng hơn và nhiều người có cơ hội được ca ngợi Chúa và làm sáng danh của Ngài. Vì vậy xin Chúa Ngài nhận số tiền chúng con dâng hiến cho công tác truyền giáo. Xin Chúa Ngài ban phước và sử dụng số tiền này hữu ích cho công việc nhà Ngài. Không những vậy, xin Chúa Ngài tiếp tục ban phước cho chúng con và qua chúng con, phước hạnh của Ngài tiếp tục tuôn tràn trên những người khác. Chúng con cùng cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý vị an tọa, và đây là thời gian chúng ta dâng hiến cho công tác truyền giáo. Lấy một bên. Trong vấn đề thông báo thì tiện đây thì quý vị lấy dâng hiến thì tôi cũng có thể nói thêm về cái vấn đề thứ bảy tuần này đó, thì giáo hội của chúng ta, giáo khu của chúng ta đã có cái chương trình lễ hội đa văn hóa vào thứ bảy tuần này như chúng tôi đã thông báo cùng tất cả quý vị. Và qua cái lễ hội đa văn hóa kỳ này đó, thì nhà thầu chúng ta cũng đóng góp vào trong vấn đề chuẩn bị một món thực phẩm người Việt đó, của người Việt. Thật ra người Việt trong giáo khu này thì có hai nhà thờ, năm nay có hai nhà thờ sẽ tham gia trong cái lễ hội đa văn hóa này. Nhà thờ của chúng ta thì nấu phở, một nhà thờ khác thì họ trong giáo khu đó thì họ cũng chuẩn bị thực phẩm. Tất nhiên thì trong giáo khu thì có tất cả chúng ta trong giáo khu tính ra là có hơn 11 sắc tộc sẽ đem đồ ăn tới để tham dự cái chương trình này. Chúng ta cảm ơn Chúa vì trong giáo khu của chúng ta đó thì là một giáo khu phải nói là mạnh nhất ở trong giáo hội tiểu bang của chúng ta. Và đặc biệt trong kỳ này đó, ông chủ tịch của giáo hội của chúng tiểu bang của chúng ta đó và ông phó chủ tịch đó, hai người đều là ở trong giáo khu của chúng ta, cho nên vì vậy hai người phục vụ trong giáo khu của chúng ta. Cho nên vì vậy đó, chúng ta cảm ơn Chúa về cái tinh thần trong giáo khu của chúng ta. Bữa trước thì tôi nói với quý vị đó, mà giáo khu có 144 hội thánh, nhưng mà cho đến ngày hôm nay đó thì chúng ta có tới 148 hội thánh ở trong giáo khu của chúng ta. Cho nên vì vậy cái kỳ này là kỳ mà có cái dịp sinh hoạt rất là vui, rất là tốt, rất là ý nghĩa. Và tôi mong rằng quý vị có thể tham dự. Cái địa chỉ thì tôi có đánh ở trong cái tờ chương trình này.
Một số quý vị thì tôi cũng có in thêm cái tờ này để quý vị thấy. Nếu mà quý vị có mời bạn đi dự đó thì cũng có thể biết tại đây. Nhưng mà địa chỉ trong đây thì cái địa chỉ trong đây và địa chỉ ở đây thì hai bên đều giống nhau hết. Thì tôi muốn quý vị đến để tham dự trong cái vấn đề này. Chương trình thì bắt đầu lúc 10 giờ. Tất nhiên những người phục vụ thì cần phải đến sớm hơn. Đến sớm hơn người phục vụ trong cái về thực phẩm và những người phục vụ trong cái chương trình này thì cần phải đến sớm hơn. Cho nên mong rằng quý vị có thể sắp đặt cái thời giờ đến để tham dự. Thật ra đến đây chỉ vui thôi. Đến đây để vui tham dự chương trình và có dịp để đi thử các món ăn của đa sắc tộc mà thôi. Một số quý vị đã đi dự trong những năm trước thì thấy rất là vui. Cho nên mong rằng quý vị sẽ đến tham dự cái kỳ này. Cái nhà thờ đó ở Mid City Baptist Church đó, thì ở trên đường Newland giữa đường Westminster với lại đường Haza đó. Một số quý vị đã từng đã đến đó rồi. Chỉ có điều đặc biệt năm nay thì cũng ở trong cái lễ hội, trong cái chương trình này đó thì ông mục sư, ông là giám đốc điều hành, ông ấy sẽ chia tay, ông ấy đi chia tay, ông sang tiểu bang Colorado để ông làm tổng giám đốc điều hành của giáo hội của tiểu bang. Ở đây thì ông là tổng giám đốc điều hành của giáo khu, nhưng mà bây giờ họ mời ông sang làm tổng giám đốc điều hành của giáo hội của tiểu bang ở bên đó, thì ông sẽ đi. Và tất nhiên thì một số quý vị cũng quan tâm, nếu mà ông đi rồi thì ai sẽ làm giám đốc điều hành tại đây. Thì tất nhiên thì người này đi thì có thể Chúa dùng người khác. Ở trong giáo khu thì cũng đã thông báo cho toàn giáo hội của cả nước Mỹ này, của cả giáo hội đó, thì nếu ai muốn apply, ai muốn đến để xin làm cái chức vụ này thì họ đến. Tuy nhiên thì có một vị mục sư ở trong giáo khu của chúng ta đó, ông đã nộp đơn rồi, và ông sẽ nộp đơn vào trong cái chức vụ này. Tất nhiên có một số người khác cũng đã email tới để nộp đơn để cho cái chức vụ đó, nhưng mà tuy nhiên thì cái ban tìm mục sư thì đang chúng tôi sẽ họp vào cái buổi chiều bữa đó, chiều 13 đó. Nhưng mà xin quý vị cầu nguyện cho để giáo hội có thể có một người mà có thể đứng ra để lãnh đạo giáo khu này một cách nó có kết quả như những gì đã xảy ra ở trong suốt những năm vừa qua. Cho nên vì vậy xin quý vị tham dự trong cái chương trình này. Và có một cái nữa là lễ tạ ơn, thì chúng ta chương trình lễ tạ ơn đó, của chúng ta và Thánh Người Hoa đó, cái chương trình ở trong giáo khu thì vào thứ bảy tuần này là ngày 13. Chương trình với Hội Thánh Người Hoa đó thì vào ngày 20, có nghĩa là tổ chức thứ bảy tuần tới ở tại đây. Cho nên là tôi thông báo với tất cả quý vị và mong rằng là quý vị đã quý vị có thể mua vé tham dự trong cái chương trình này, hoặc là quý vị có thể mua vé mời những thân hữu của mình đến tham dự. Và tôi chúng tôi cảm ơn hai mẹ con của cô Ánh là người đã bán vé. Và tất nhiên thì cô nói rằng còn một ít vé, nhưng mà chắc một ít vé này gia đình mục sư là hết, là bán, là mua đó là hết. Thì tôi nghĩ rằng cũng hy vọng là hết, nhưng mà tôi nghĩ rằng có thể không đủ. Nhưng trong những năm về trước đó chúng ta phải mua thêm, phải kêu họ gửi vé thêm cho chúng ta. Nhưng mà cái tinh thần thì rất là tốt. Chúng tôi mong rằng quý vị có thể tham dự vào trong cái chương trình này. Nếu quý vị nào chưa mua vé thì quý vị gặp cô Ánh hoặc là Rosie sau cái thời gian này. Tất nhiên cái số vé đó không có bị giới hạn. Nếu mà cần thì báo cho bên Người Hoa biết họ gửi thêm. Tất nhiên họ phải biết là bao nhiêu người đến dự để họ sẽ chuẩn bị. Cho nên mong rằng quý vị có thể tham dự. Có một điều để chữ lễ tạ ơn của Hội Thánh Việt Nam, và tôi để ba chữ chấm, ba cái dấu hỏi tại đây. Quý vị biết tại sao tôi để cho không quý vị? Quý vị biết tại sao tôi để ba cái dấu hỏi mà không có ngày tháng tổ chức gì không quý vị? Ôi, hỏi ý kiến. Thật ra thì tôi cũng có thăm dò một số người, nhưng mà tôi muốn hỏi quý vị. Đây là cái suy nghĩ của tôi thôi. Trong những năm trước đó thì cũng có những lễ tạ ơn chúng ta tổ chức vào đúng cái ngày lễ tạ ơn ở tại đây. Thật ra cái ngày lễ tạ ơn thì Hội Thánh Người Hoa không làm gì hết, ngày đó là đóng cửa thôi. Trong năm trước thì có những khi chúng ta cũng tổ chức vào đúng cái ngày đó, nhưng mà trong những cái năm gần đây đó thì chúng ta tổ chức vào ngày Chủ Nhật. Tôi biết đó, ở trong nhà thờ có
tôi có thể nói rằng có nhiều quý vị đó trong cái ngày đó không có làm gì hết, không có làm gì hết trong vấn đề lễ tạ ơn. Thì tôi nói như vậy là tại sao mình không có tổ chức lễ tạ ơn vào cái ngày đó. Còn nếu chúng ta tổ chức lễ tạ ơn vào cái ngày Chủ nhật ngày 21 đó, vào 21 đó, nghĩa là chúng ta mới ăn lễ tạ ơn với Hội Thánh Người Hoa vào ngày 20, và nếu chúng ta tổ chức vào ngày 21 đó thì nó rất là gần, không quý vị? Thì tôi muốn hỏi quý vị nè, quý vị có muốn ai muốn tổ chức cái lễ tạ ơn vào ngày 21 Chủ nhật, hay là muốn tạ ơn vào đúng cái ngày 25 thứ năm của tháng 11 đó, quý vị nghĩ cái ngày nào tiện hơn? Chủ nhật tiện hơn. 21 không à? Thật ra thì tôi nghĩ là như vậy này, cái ngày thứ năm đó, ngày thứ năm đó có nhiều người đó đến đây dự thì nó vui hơn, mà mình có thời gian nó thoải mái hơn, phải không quý vị? Đến đây quý vị chỉ cần cảm ơn Chúa, bởi vì có nhiều quý vị đâu có làm gì cái ngày đó. Tất nhiên cũng có những quý vị cũng ngày đó cũng tổ chức với gia đình, chứ không phải là không phải là tất cả, nhưng mà có rất là nhiều vị không tổ chức cái ngày gì hết. Cho nên vì vậy đó thì tôi chỉ hỏi quý vị, nếu quý vị muốn tổ chức vào thứ năm hay là vào tổ chức vào ngày Chủ nhật, thì tất nhiên thì tôi nói với bà xã tôi thì bà ấy nói rằng là tất nhiên ngày Chủ nhật thì cũng rất là gấp, nhưng mà mình cũng làm gì nó cũng giống như là cũng làm đơn sơ thôi, đơn gọn thôi, đại khái như vậy. Thì tôi nghĩ rằng nếu chúng ta, tôi thích nhất là tại vì cái ngày đó nếu mình có thể tổ chức chung với nhau, mình đến đây để mà ăn lễ tạ ơn chung với nhau thì nó có cái ý nghĩa hơn, bởi vì mình có cái thời giờ hơn, mình không có bị cập dập. Bởi nếu tổ chức Chủ nhật đó mình tạ ơn lễ tạ ơn xong rồi mình lại làm thêm với mình ra mình ăn uống thì nó kéo thêm thời giờ đó, thì mình ít có thời giờ thông công. Thì đó là điều mà rất là khó. Tôi nói ngay hỏi đây quý vị đã thấy rồi, theo như quý vị, tại vì đây là tôi để ba cái dấu hỏi ở đây thì tôi thấy rất là khó, tôi muốn hỏi quý vị xem là quý vị cho biết thôi, cho mình sẽ quyết định ha. Vì quý vị nghĩa là mình muốn tổ chức vào Chủ nhật ngày 21 hay là muốn tổ chức vào thứ năm ngày đúng ngày lễ tạ ơn vào 25? Hả? Ok, bây giờ nó khó, để quý vị, để tôi bây giờ để quyết định, biệt nếu mà tôi quyết định ngay bây giờ là chắc sẽ ồn ào hết cả cái phòng này. Ok, bây giờ như vậy đi ha quý vị ha, rồi mình cầu nguyện để xem là mình sẽ coi như là chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị vào lần tới quý vị ha. Dạ. Phục thăm hả? Dạ, cái vấn đề khó. Ok. Thật ra là vấn đề rất là khó. Tôi thì tôi muốn nó có thời giờ, nó thoải mái, nó tự do hơn. Nhưng mà thôi thì chúng ta sẽ cố gắng thôi ha quý vị ha. Ok. Thôi thì chúng ta để cái vấn đề đó chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị vào tuần tới quý vị ha, để quý vị biết. Cái truyền giảng Giáng sinh đó thì vào ngày 11 tháng 12 đó, thì tôi nghĩ rằng cái chương trình Giáng sinh này đó là một chương trình có thể nói rằng chuẩn bị rất là kỹ đó. Cho nên mong rằng quý vị cũng cầu nguyện cho cái chương trình này, không những là chuẩn bị kỹ nhưng mà cũng trong vấn đề chuẩn bị cũng có để huấn luyện cho những người để có thể làm chứng đạo trong cái bữa đó đó. Thì xin quý vị chúng ta cầu nguyện cho, và nếu có thể được quý vị có thể mời thân hữu đến tham dự trong chương trình này. Đây là cái chương trình mà dành cho tất cả các hội thánh đứng ra để tổ chức chung cùng với nhau. Mục sư Hồ Hiếu Hạ thì ông là diễn giả, nhau cũng là trưởng ban tổ chức ở trong cái chương trình này, thông báo với quý vị như vậy. Hoa trong nhà thờ ngày hôm nay đó thì có hai gia đình dâng, và hai gia đình dâng đó là gia đình của ông bà Trần Trung Chánh và cô Dương Thị Mến đó, thì đều cùng một cái mục đích, đó là cảm tạ ơn Chúa về sự nhân từ, sự thương xót, sự cung ứng, sự bảo vệ và gìn giữ của Ngài đối với gia đình trong suốt thời gian vừa qua. Cho nên tôi nghĩ rằng đó cái tinh thần rất là tốt. Thì tôi nghĩ trong mùa tạ ơn thì cảm ơn Chúa như vậy thì rất là tốt. Cho nên cảm ơn Chúa về tất cả những cái sự chia sẻ của quý vị, quý ha. Thôi chắc chúng ta sẽ bước vào trong sự dâng hiến, và tôi mời bà Chánh với cô Mến đến để lấy tiền dâng trong cái thời giờ này trước khi chúng ta cầu nguyện, quý vị.
Một cái điểm nữa mà tôi không ghi ở đây thì quý vị cũng cầu nguyện cho Jackson với Sarah, hai người bây giờ đang chuẩn bị nhà sửa soạn để trước khi dọn vào cái nhà mới này, thì bây giờ đang chuẩn bị đang sơn và đang chuẩn bị lót gạch. Tại nhà có trẻ con, lót gạch thì nó dễ. Có người thì hỏi, vừa trước thì có người hỏi tôi, nó ủi cái nhà họ bán cái giá rẻ như vậy đó, tại vì cái nhà nó bị hư nhiều lắm phải không? Tôi nói nhà nó không có hư mà nó còn đẹp hơn nhiều nhà khác nữa, chứ không phải là hư. Nhưng mà có điều đó, muốn dọn vô đó thì mình phải làm cái gì đó để cho nó gọn nhẹ một chút đó, thì để có thể khi dọn vô rồi thì khó mà có thể thay thảm hay khó có thể sơn sửa được. Cho nên quý vị cầu nguyện cho Jackson và Sarah trong vấn đề làm sao để có thể dọn vào nhà mới một cách nó nhanh chóng, quý vị ha. Chúng ta hãy cầu nguyện quý vị. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng con có thời giờ để cùng nhau thờ phượng Chúa. Đặc biệt trong thời giờ này, chúng con cảm ơn Chúa về những gì chúng con chia sẻ. Xin Chúa ban ơn cho những gì chúng con vừa đề cập tới. Xin Chúa là đấng biết tất cả mọi sự. Xin Chúa giúp cho chúng con có thể đồng công, cộng tác và có thể làm những gì tốt đẹp nhất để cùng nhau để làm sáng danh của Chúa hoặc là phục vụ. Vì cớ Ngài muốn chúng con đem phước hạnh của Ngài đến cho nhiều người. Cho xin Chúa Ngài ban ơn thêm một thêm sức cho từng người một để chúng con có thể đồng công cộng tác với nhau để phục vụ Chúa qua phục vụ nhà của Ngài. Và chúng con cũng cảm tạ ơn Chúa với thời giờ này khi chúng con thờ phượng Chúa. Ngài cho chúng con có cơ hội để dâng hiến cho công việc nhà Chúa. Xin Chúa Ngài nhận số tiền ban phước đặc biệt để sử dụng số tiền này có hữu ích cho công việc nhà Ngài. Không những vậy, xin Chúa Ngài tiếp tục dùng chúng con không những dâng hiến tiền bạc nhưng cũng sẽ đồng công với nhau để gây dựng công việc nhà Chúa tại đây và đem tình yêu của Thiên Chúa đến cho nhiều người. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Thank you, our Father in heaven, for the time we can worship you, the time we can show our love to you, to the giving. We just ask you to receive the gift, bless it, and use for your glory. Chúng con cùng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta sẽ cùng nhau hát một bài hát nữa trước khi chúng ta cùng nhau nghe lời Chúa. Cùng nhau nghe lời của Chúa, ông Tuyên sẽ đọc lời của Chúa quý vị. Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đường chắn hết niềm vui,
trọn vẹn ngàn tiếng đầy vơi, ngày ngày đổi mới cho cuộc đời, lời ngày hạnh phúc cho trần gian. Xin cho con biết lắng nghe lời ngài truyền giáo cho thế giới. Xin cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con suốt đời con. Xin cho con biết lắng nghe ngàn đời và truyền giáo chân lý. Xin cho con biết lắng nghe ngàn đời tình mến không hề phai. Lời ngài là sức sống của con, lời ngài là ánh sáng đời con, lời ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời ngài đổi mới cho cuộc đời, lời ngài hạnh phúc cho trần gian. Xin cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời ngài dạy con lúc khổ đau. Xin cho con biết cất lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thực hành ngàn đời lời Chúa đã truyền ban. Lời ngài là sức sống của con, lời ngài là ánh sáng đời con, lời ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hàng dõi bước. Lời ngài đường chân ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời ngài đổi mới cho cuộc đời, lời ngài hạnh phúc cho trần gian. Thật vậy, lời ngài hạnh phúc cho trần gian, đó là điều mà chúng ta là những con cái của Chúa đã chứng kiến điều đó, biết chắc chắn điều đó là như vậy. Vậy lời của Chúa có quyền, cho nên cũng chính vì vậy trong thời gian này mời quý vị cùng nghe lời của Chúa. Lời của Chúa buổi chiều ngày hôm nay được đọc ở trong sách Phúc âm Matthew đoạn 9 từ câu 9 đến câu số 13, và chúng tôi kính mời ông Tuyên đến để đọc lời của Chúa. The scripture reading according to the book, the Gospel of Matthew chapter 9, verse 9 to 13. Kính chào mục sư. Kính chào bà con Hậu Thánh. Hôm nay tôi được phép đọc phúc âm lời Chúa, đọc chép trong phúc âm Matthew đoạn 9 từ câu 9 đến câu 13. Ra khỏi đó, Đức Chúa Giê-xu thấy một người tên là Matthew đang ngồi tại trạm thu thuế. Ngài bảo, hãy theo ta, người đứng dậy, đi theo Ngài. Sau đó,
Khi Đức Giêsu đang ăn tại nhà, có nhiều người thu thuế và kẻ tội lỗi đến cùng ăn với Ngài và các môn đệ. Thế, những người Pharisee nói với môn đệ Ngài, tại sao Thầy các anh ăn uống chung với người phường thu thuế và đám người tội lỗi? Nghe thế, Ngài đáp, người lành mạnh không cần bác sĩ, chỉ có người bệnh mới cần. Hãy đi và học cho biết ý nghĩa câu này. Ta chuộng lòng thương xót hơn vật tế lễ, vì ta đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng gọi người tội lỗi. Đó là lời Chúa. Xin Chúa ban phước cho lời Ngài. Amen. Ở trong này có một câu mà tôi muốn mời quý vị đọc chung cùng với nhau, câu số 13. Ở trong cái số 13 phần B. Đây là một câu kinh thánh mà khi tôi dùng cái đoạn kinh thánh này thì chúng ta tập trung vào trong cái ý này để chúng ta cùng nhau suy gẫm cái lời của Chúa trong buổi chiều ngày hôm nay. Mời quý vị đọc chung cùng với nhau, nếu quý vị đọc vào trong cái màn hình thì nó sẽ dễ dàng hơn. Vì ta đến không phải để kêu gọi người công chính, nhưng gọi người tội lỗi. Chúng ta hãy biết cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa, đây là giờ chúng con ngồi dưới bệ chân của Chúa để nghe lời của Chúa. Xin Thánh Linh của Chúa giúp chúng con trong sự lắng nghe, trong sự hiểu và sau đó trong sự áp dụng lời của Chúa vào trong chính đời sống của chúng con. Đặc biệt đối với con, xin Chúa dùng chính con để truyền tải sứ điệp của Chúa cho tất cả những người nghe trong thời gian buổi chiều ngày hôm nay. At this time I ask the Holy Spirit be with all of us, help us to understand your message. Chúng con cùng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa quý vị, cái tựa đề Chúa cứu thế đến cứu tội nhân, đó là điều mà là những con cái của Chúa ai cũng biết hết, phải không ạ? Chúa đến để cứu tội nhân, và trong đó Chúa đã cứu chúng ta là những người chúng ta đang thờ phượng Chúa tại đây. Nếu Chúa không cứu chúng ta không biết Chúa thì khó mà có thể thờ phượng Chúa được. Bởi vì chúng ta biết rằng những điều mà Chúa dạy và những điều mà chúng ta nghe, những điều chúng ta hiểu, những điều chúng ta áp dụng thật sự nó ở trong chính đời sống của chúng ta. Do vậy cái bài giảng chiều ngày hôm nay là bài giảng dành cho tất cả mọi người. Bởi vì trong cái bài giảng này đó, nó chứa đựng tin mừng của Chúa cứu thế Giêsu mà qua Thiên Chúa muốn ban cho con người. Thiên Chúa muốn ban tin mừng cho tội nhân hoặc là cho tất cả mọi người. Cái chữ tội nhân tại đây đó, nói rằng ở trong cái câu này thì nói rằng Chúa không phải đến để cứu người công bình nhưng cứu tội nhân hoặc cứu những người có tội. Cái điều đó đúng, bởi vì trên thế gian này tất cả mọi người đều đã phạm tội, không có trừ một ai hết. Bất cứ ai đã là con người thì dù tôi nói, có thể nói dù thánh thiện đến đâu đi chăng nữa đó, thì vẫn là tội nhân. Bởi vì sao? Bởi vì con người có thể tài, có thể giỏi, có thể thánh thiện, nhưng mà con người vẫn là những người bất toàn. Đã là bất toàn thì có những sơ sót dù là nhỏ mình vẫn có thể phạm tội như thường. Cho nên Kinh Thánh cho chúng ta biết điều đó là điều rất là đúng. Cho nên vì vậy đó, tất cả những người ở trên trần gian này đã gọi là con người thì đều là tội nhân. Chỉ trừ khi chúng ta tin nhận Chúa Jesus Christ làm cứu cho chính đời sống của mình, tội lỗi của chúng ta được thanh tẩy bằng huyết báu Chúa Jesus Christ, thì khi chúng ta gặp Chúa, chúng ta bước vào trong thiên đàng, thì Chúa nhìn chúng ta qua Chúa cứu thế Giêsu, chứ không phải là nhìn vào con người của chúng ta, nhưng mà qua Chúa cứu thế Giêsu, tội lỗi của chúng ta đã chất trên Ngài và chúng ta được tha thứ tội lỗi và chúng ta được chuộc, thì chúng ta được đủ tiêu chuẩn để vào thiên đàng mà thôi. Còn chúng ta không thể nhờ bất cứ ai, chẳng phải là nhờ ông bà cha mẹ, hay là nhờ bất cứ ai, hay là nhờ cái công việc làm công đức mà có thể vào thiên đàng được, không phải như vậy. Tất cả mọi người muốn vào thiên đàng đều phải qua Chúa cứu thế Giêsu. Cho nên vì vậy đó, trong cái thánh cho chúng ta biết cái bài học buổi chiều ngày hôm nay, thứ nhất đó là tất cả chúng ta đều là những tội nhân. Tất cả chúng ta đều là những tội nhân. Tất nhiên khi nói cái điều này, tôi nghĩ rằng có nhiều người họ phủ nhận, phải không ạ? Bởi vì tôi đi làm chứng, tôi nghĩ rằng quý vị cũng đã từng làm chứng, quý vị cũng đã chia sẻ, thì có nhiều người nói rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân, thì họ phản bác ngay. Họ nói là không, tôi không phải là tội nhân,
Bởi vì trong cuộc đời này tôi không làm điều gì ác, tôi không làm điều gì sai. Tôi làm công đức rất là nhiều, tôi giúp rất là nhiều, tôi sống thánh thiện. Tôi không phải là tội nhân. Nhưng mà khi mình nói ra những cái vấn đề khác, mình chia sẻ thì nó, nếu mà tính theo cái kiểu đó thì tôi mới có tội. Chứ còn bình thường tôi đâu có tội, bởi vì tôi là người giúp đỡ rất là nhiều người, sống rất là thánh thiện. Có thể nói là tôi là người làm những, rất là nhiều những cái việc thiện và không bao giờ phạm tội theo cái con mắt nhìn của tôi hết. Nhưng mà cái điều đó là điều mà đối với cái nhìn của con người mà thôi. Con người có sự kiêu ngạo, con người có sự kiêu ngạo, và chính cái sự kiêu ngạo đó khiến cho con người ta phạm tội. Và ma quỷ nó tìm mọi cách nó đánh vào cái sự kiêu ngạo của con người. Ngay ở trong vườn Eden, khi nó đánh vào cái tâm lý của Adam và Eva đó, thì nó đánh vào cái sự kiêu ngạo của con người. Cái sự kiêu hãnh về những gì mà mình có thể có được, cái sự khôn ngoan, cái tầm nhìn của con người. Và cũng chính vì điều đó, con người khi kiêu hãnh, kiêu ngạo thì rất là dễ dàng phạm tội. Và cũng chính vì điều đó đó mà khi con người ta kiêu ngạo rồi thì con người ta, họ không còn nhìn thấy vấn đề đối diện với tội lỗi là cái điều mà đáng phải có trong chính đời sống của họ. Bởi vì họ nghĩ rằng tội lỗi là ở trong những người khác chứ không phải trong con người của họ. Cho nên vì vậy họ đối phó với tội lỗi một cách rất là hời hợt. Cho nên vì vậy trong đời sống của chúng ta thấy đó, phần A đó, có một số trong chúng ta cố gắng hết sức để bỏ qua tội lỗi. Một số trong chúng ta cố gắng hết sức để bỏ qua tội lỗi. Cái chữ cố gắng hết sức để bỏ qua tội lỗi có nghĩa là như vậy. Có nghĩa là không phải là chúng ta không phạm tội, nhưng mà chúng ta cũng phạm tội, nhưng mà nhiều khi chúng ta vì cớ cái sự kiêu ngạo, vì cớ chúng ta nói là cái đó không phải là tội. Cái đó là cái có thể chỉ là một cái sự sơ sót, cái đó chỉ có thể là do người khác gây tới thôi chứ không phải là do mình. Cho nên mình muốn bỏ qua cái điều đó là tội, trong khi đó Kinh Thánh nói là đó là điều là tội. Nhưng mà mình nói không, điều đó không phải là tội. Cái điểm thứ hai, phần B, tất cả chúng ta đều cố gắng bào chữa tội lỗi của mình. Tất cả chúng ta đều cố gắng bào chữa tội lỗi của mình. Tôi nói cái điều này chắc chúng ta khỏi phải bàn hoặc là khỏi phải nhắc tới, bởi vì tất nhiên khi chúng ta nói với người khác là họ có tội thì thường thường là họ không nhận, phải không? Có rất là nhiều người mà nhiều khi họ làm sai đó, và chúng ta nói với họ là điều đó là sai rồi, thì câu đầu tiên mà họ đáp lại đó là tôi không sai, điều đó không sai, điều đó đúng chứ không phải điều đó sai. Thật ra như vậy, có rất là nhiều người họ cố tình bào chữa cho cái tội lỗi của họ. Và cái điều này không chẳng có gì ngạc nhiên hết, phải không quý vị? Cái điều này đã xảy ra với Adam và Eva, phải không quý vị? Khi Adam và Eva trong vườn Eden, phải không ạ? Khi mà ma quỷ đến nó hỏi ai là người hai tay cấm á, thì bà Eva bà nói ai? Bà nói con rắn, phải không ạ? Bà nói con rắn. Rồi bà chú hỏi ông Adam ai là người ăn trái lấy trái cấm, thì ông nói không, tôi thưa Chúa không phải là con, tại cái người mà người đàn bà mà Chúa đặt để bên con á, hái rồi cho con ăn thì con ăn thôi chứ không phải là con. Và đến nói kế tiếp thì nói là ai thì nói đổ cho con quỷ, và đổ con ma, con quỷ răng, phải không? Tức là con người ta cố tình để bào chữa cho tội lỗi của mình. Và cái chuyện đó là chuyện rất là thường tình, bởi vì ma quỷ nó muốn điều đó xảy ra đối với con người. Cái điểm thứ ba, tất cả chúng ta đều muốn giấu và che đậy tội lỗi của mình. Tất cả chúng ta đều muốn giấu và che đậy tội lỗi của mình. Điều này rất là tự nhiên thôi, phải không ạ? Chẳng ai muốn tội lỗi của mình để người khác thấy, để người khác phát hiện hết. Không ai muốn là như vậy. Cho nên vì vậy đó là chuyện tự nhiên. Và cũng chính vì như vậy mà chúng ta là những người đã phạm tội. Nhưng mà có nhiều khi chúng ta không nhận biết cái tội lỗi đó. Cho nên có nhiều người mà họ có tội lỗi, có tội nhưng mà không nhận, phải không ạ? Bây giờ tôi quý vị, một số quý vị đọc báo hôm tuần vừa rồi chẳng hạn như vậy, có những người ở bên Việt Nam nó có những người họ có địa vị rất là cao, họ phạm tội, họ ăn hối lộ chẳng hạn như vậy, và đến cuối cùng các thẩm tra viên mà hỏi họ, họ không bao giờ nhận hết. Họ nói không, nhưng mà chỉ có khi ra đến tòa án họ đưa trưng cho tất cả bằng chứng thì họ, người đó họ nói họ nhận, và họ không có giải thích tại sao nó như vậy. Nhưng mà cái vấn đề đó là vấn đề con người ta ai cũng muốn che đậy tội lỗi hết, bởi vì khi ta gọi là tội lỗi đó thì nó đem cho con người ta có những
cái nỗi buồn, nỗi đau ở trong chính đời sống của mình. Và vấn đề kế tiếp, phần đi, tất cả chúng ta từng một hay nhiều lần phủ nhận tội lỗi của chính mình, tội lỗi do chính mình gây ra đó. Tất cả chúng ta từng một hay nhiều lần phủ nhận tội lỗi của chính mình. Đây là cái điều mà chúng ta suy nghĩ như vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng là Chúa muốn chúng ta, thứ nhất đó, chúng ta phải nhận biết hoặc là thừa nhận mà mình là một tội nhân. Và có như vậy đó thì tội lỗi của chúng ta mới được tha thứ. Và nếu như khi chúng ta thừa nhận như vậy đó thì chúng ta mới có thể bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Cho nên vì vậy khi chúng ta dự cùng nhau dự lễ thực thánh đó, thì thường thường là tôi nhắc chúng ta đó là chúng ta phải xét mình xem là mình có tội trước mặt Chúa hay không. Có những tội mình biết, có những tội mình không biết, có những tội mình cố ý bởi vì yếu đuối phạm tội, có những tội mình vô tình mình không biết mình phạm tội, và có rất là nhiều những trường hợp con người ta phạm tội. Nhưng mà điểm quan trọng khi xét mình giữa mình với Chúa đó thì mình có thể dễ nhận ra hơn, phải không ạ? Cho nên vì vậy đó mình xin Chúa giúp cho chính đời sống của mình để tôi có thể tha thứ cho tội lỗi của mình. Đó là điểm thứ nhất, chúng ta Chúa dạy chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều là tội nhân. Điểm thứ hai, Chúa Giêsu là bạn của tội nhân. Điểm thứ hai, phần hai La Mã đó, Chúa Giêsu là bạn của tội nhân. Cho nên vì vậy đó, khi chúng ta suy nghĩ cái điều này thì nên cảm ơn Chúa. Sáng nay cũng có người nói tôi rất là thích cái bài Chúa Giêsu là bạn thật, Chúa Giêsu là bạn của tội nhân. Tôi nói đúng rồi, Chúa Giêsu là bạn của mình. Cho nên vì vậy là khi chúng ta suy nghĩ cái điểm này đó, Chúa Giêsu là bạn của tội nhân. Cái chữ Giêsu là bạn của tội nhân đó, thì đây là điều mà Chúa Giêsu muốn đem tội nhân trở về cùng với Ngài, đem tội nhân để nhận đến cái sự cứu chuộc. Cho nên phần A trong cái phần 2 La Mã này thì nói rằng Chúa Giêsu đã bị chỉ trích bởi những người tự coi mình là tôn giáo, bởi vì Ngài đã liên hệ với những người mà họ coi là tội nhân. Chúa Giêsu đã bị chỉ trích, phải không ạ? Tất nhiên trong câu chuyện này quý vị thấy không? Chúa Giêsu ông tuyên đọc này đó, Chúa Giêsu bị chỉ trích. Chúa Giêsu đến với tội nhân. Nếu không đến với tội nhân thì làm sao mà có thể cứu họ được, phải không? Không đến với tội nhân làm sao truyền bá phúc âm cho họ được? Đây cũng là một cái điều mà tôi nghĩ rằng cái vấn đề này đó là nói với người Việt Nam của chúng ta thôi, là hoặc là nói về tại Mỹ này cũng có nhiều một số người đó. Là khi chúng ta nói rằng khi chúng ta tin Chúa rồi, chúng ta không muốn chơi với những người ngoại. Bởi vì khi chơi với những người ngoài đó, họ là những người chưa tin Chúa, có rất là nhiều điều nó khiến cho mình cũng có thể đi xa Chúa hay là phạm tội cùng với Chúa đó. Nhưng mà trong trường hợp này, nếu chúng ta không có những người bạn là những người chưa biết Chúa, thì làm sao chúng ta có thể làm chứng về Chúa cho họ được? Chúng ta phải chơi giúp gần gũi với họ. Chúng ta đến với họ nhưng không phải để họ điều khiển chúng ta, nhưng mà đến với họ chúng ta phải giúp cho họ được đến gần với Chúa. Cho nên Kinh Thánh nói rất là rõ rằng chúng ta phải nhận biết rằng chính Chúa Giêsu là người có liên hệ với những tội nhân, và chính với sự liên hệ đó Chúa cảm hóa họ và giúp cho họ biết được cái sự sống đời đời, biết lẽ thật cho họ mới đến với Chúa được. Cho nên vì vậy đó, khi Chúa Giêsu gặp gỡ những người tội nhân thì những người khác đó họ đến và họ chỉ trích Chúa. Và cũng chính vì vậy ở trong sách Phúc âm Luca đó, đoạn 15 đó, thì có ghi ra ba cái câu chuyện, ghi ra ba cái dụ ngôn đó để minh họa cho tội lỗi của con người. Và ba cái câu chuyện ở trong sách Phúc âm Luca đó, cái câu chuyện thứ nhất đó là câu chuyện về con chiên bị lạc mất, phải không ạ? Con chiên bị lạc mất, đây là cái sự buồn bã của người chăn chiên. Đây là người chăn chiên, và chúng ta biết là Chúa Giêsu chính là người chăn chiên, phải không ạ? Những người mà còn đi ở trong sự hư mất, đi trong tội lỗi và đến cuối cùng phải đến cái sự hư mất thì Chúa Giêsu rất là buồn. Chúa Giêsu muốn đến để cứu họ. Cho nên vì vậy đó, Chúa Giêsu tìm mọi cách để giúp cho họ. Cho nên Kinh Thánh nói rằng khi một người mà có 100 con chiên mà một con chiên bị mất thôi hoặc là mất thôi thì để 99 con chiên lại đó rồi đi tìm một con chiên. Bởi vì sao? Cái sự quý giá của con chiên đó là điều mà Chúa Giêsu rất là muốn tìm họ về. Con chiên đó cũng giống linh hồn của một người vậy. Và Chúa Giêsu là đấng chăn chiên và chúng ta là những con chiên. Cho nên vì vậy Chúa dạy chúng ta như vậy. Cái câu chuyện về con chiên bị lạc mất như vậy đó, đây là một điều mà Chúa không muốn như vậy. Chúa muốn những người khác
trở về cùng với Chúa. Và câu chuyện thứ hai là câu chuyện về đồng tiền bị lạc mất, phải không ạ? Đồng tiền bị lạc mất. Một đồng tiền bị rơi xuống và nó lăn đâu đó không biết, nó bị lạc mất. Và cũng như khi bị lạc mất như vậy đó, thì cái người chủ đó cũng phải đốt đèn để đi tìm, để đi kiếm. Rồi đốt đèn không thấy được, phải đi tìm, lấy cái chổi quét để làm sao gom nó lại, để coi xem là có thể tìm, làm sao tìm mọi cách để kiếm được cái đồng tiền đó. Nó có giá trị như vậy. Cho nên đó là cái câu chuyện trước. Với công chuyện về đồng tiền bị lạc mất như vậy, bởi vì Chúa rất là quan tâm với cái giá trị của con người, với cái giá trị của con người. Và Chúa rất là muốn con người ta có thể nhận được cái sự cứu chuộc, không còn bị hư mất. Câu chuyện thứ ba ở trong sách Phúc Âm Luca đoạn 15 đó, thì nói về câu chuyện người con trai hoang đàng, không ạ? Người con trai hoang đàng. Đây là một câu chuyện nói về cái sự đi xa, đi hoang của một người con trai, tìm mọi cách để đi theo ý riêng của mình. Nhưng mà trong khi người con đi như vậy đó, thì người cha ở nhà vẫn hàng ngày dõi theo con, suy nghĩ đến người con. Tất nhiên suy nghĩ thì chúng ta biết rất là rõ, nếu mà ở trong cái bối cảnh của những người làm cha, quý vị biết rất rõ, khi người con làm điều gì sai, người con đi xa, thì người cha bao giờ cũng nghĩ tới. Nhưng mà trong đây còn nói cái hình ảnh đó, là người cha không những suy nghĩ, nhưng mà còn trông đợi, và hàng ngày ông nhìn, ông ngồi trước cửa nhà để nhìn ra ngoài ngõ xem là khi nào đứa con nó trở về, phải không ạ? Cho nên cái tình yêu thương của người cha đối với người con cũng giống như Thiên Chúa đối với tội nhân đó, là một cái giá trị cao quý, là một cái giá trị mà nó dây dứt trong con người, làm sao để mình có thể đưa những tội nhân đó để trở về cùng với Chúa. Cho nên Kinh Thánh cũng nói rằng khi người cha đó ngồi trước cửa nhà mà nhìn ra ngoài ngõ, và khi thấy đứa con nó từ đằng xa nó trở về, thì không, người cha không còn có thể chờ đợi được nữa. Người cha phải chạy ra để mà ôm cái đứa con của mình. Cho nên vì vậy đây là câu chuyện mà cũng nhắc Chúa, nhắc chúng ta biết rằng Chúa rất là quan tâm đến những tội nhân, và Chúa rất là quan tâm đến những người đang lãng phí cuộc đời của họ. Những người họ sống trong thế gian này, họ đang đam mê cho những cái việc mà của sự hư mất, lãng phí thời giờ của mình, lãng phí công sức của mình, lãng phí về vấn đề tài chính của mình, tất cả mọi thứ như vậy. Cho nên vì vậy Chúa dạy chúng ta ở trong cái ba cái dụ ngôn này, nói về cái giá trị của những con chiên mà Chúa đang tìm kiếm như vậy. Phần B thì Chúa nói rằng, chúng ta thấy rằng Chúa Giê-xu thương xót tội nhân. Chúa Giê-xu thương xót tội nhân. Phần B, Chúa Giê-xu thương xót tội nhân. Khi quý vị điền vào cái chỗ trống đó, dù cho Chúa làm cái mối liên hệ với những tội nhân như vậy mà người ta có những người chỉ trích, nhưng mà có điều tại Chúa làm như vậy là tại vì Chúa muốn cứu họ, bởi vì Chúa thương xót họ như vậy. Cho nên vì trong cái bối cảnh ở tại đây, cái bối cảnh chỗ này đó là bối cảnh có một người tên là Matthew, phải không? Khi chúng ta đọc, nghe anh đọc đây, có một người thâu thuế tên là Matthew. Và khi ông Matthew đó, ông đang làm cái công việc của ông đó, thì Chúa đi qua và Chúa kêu gọi, hãy theo ta. Thì ông Matthew, ông bỏ tất cả những cái việc, mọi việc để ông theo Chúa. Thật ra chúng ta nghe như vậy thì nghĩ rằng mình có rất là đơn giản, vì Matthew, một người mà nghe Chúa gọi là bỏ tất cả đi theo, thì chúng ta nghe có vẻ bình thường. Nhưng khi chúng ta suy nghĩ về cái địa vị của Matthew, nghĩ về cái sự giàu có của Matthew, ông Matthew đó, thì chúng ta mới biết rằng từ bỏ những cái gì mà mình đang có là điều rất là khó. Ông là người gọi là đấu thầu để đi thâu thuế với người La Mã đó bây giờ. Đấu thầu là thâu thuế, có nghĩa là ông đấu thầu với chính quyền La Mã rằng, ồ, ví dụ năm nay tôi sẽ trả cho chính quyền ví dụ như 50 triệu chẳng hạn như vậy. Nhưng mà ông cố tình ông thâu làm sao để tôi được 70 triệu hay 80 triệu chẳng hạn như vậy, để ông lấy cái tiền lời, cái sự khác biệt đó, không ạ? Cái là cái nghề thâu thuế ngày xưa là có tiền vô cùng, nhưng mà nó lại ngược lại là cái nghề thâu thuế ngày xưa bị người ta ghét vô cùng, phải không quý vị? Người ta ghét rồi, bởi vì muốn có nhiều tiền thì phải thâu đánh thuế cao, và đánh thuế cao đó thì nó gây ra cái sự gọi là bức bách cho những người đau khổ, những người rất là khổ sở, phải không ạ? Nhưng mà lúc bây giờ thì họ bất chấp, tại vì họ muốn có tiền thôi. Nhưng mà khi Matthew được Chúa kêu gọi thì ông ấy bỏ tất cả theo Chúa. Và khi ông bỏ tất cả theo Chúa rồi thì ông mới nghĩ rằng, ồ, cái giá trị mà mình có ngày hôm nay như tiền bạc, tất cả những thứ đó là trong đời này mà thôi. Tiền bạc không phải là tất cả, nhưng mà theo Chúa, được biết Chúa, tin Chúa, có sự sống đời đời, đó là tất cả như vậy. Cho nên vì vậy đó, bỏ tất cả và ông theo Chúa. Nhưng mà có điều là không phải chỉ theo Chúa xong là thôi.
ông còn bày tỏ sự thương xót của Chúa qua chính ông tới những người khác nữa. Và ông mở bữa tiệc. Ông mở bữa tiệc, ông mời những người bạn của ông, những người mà ông biết đấy. Người bạn của ông là, cũng là những người thâu thuế, phải không ạ? Người bạn của ông cũng là những người tội nhân. Ông mời họ đến. Mời họ đến với tinh thần, thứ nhất là cảm tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa đã cứu con. Thế bây giờ con muốn cảm tạ ơn Chúa bằng cách con tạo điều kiện để Chúa cứu những người khác, cho những người khác biết đến Chúa. Thì ông mở tiệc cho người khác đến. Thì cũng chính vì khi mở tiệc cho những người khác đến như vậy đó, thì những người thông giáo và người Pharisee đó bây giờ đó, họ đến họ chỉ trích Chúa. Họ nói ồ, Chúa mà đi liên hệ với những người có tội sao, những kẻ có tội như vậy sao? Và đó là điều có những người không hiểu hết cái đoạn này đó. Ồ, như vậy là mình tin Chúa rồi, mình không bao giờ chơi với những người không tin Chúa, bởi vì đó là những người tội nhân, mình không muốn chơi với họ. Thật ra không phải như vậy, đó không phải, hoàn toàn không phải như vậy. Cái vấn đề quan trọng đó là những người đó cũng cần cái sự thương xót của Chúa, cần nhận được cái sự cứu chuộc của Chúa. Bởi vì sao? Bởi vì nếu chúng ta là môn đệ của Chúa mà Chúa thương xót chúng ta đó, thì chúng ta phải học theo sự thương xót của Chúa để thương xót những người khác. Tất nhiên trong đời sống hàng ngày thì có nhiều khi không phải như vậy. Có những người nhận được sự thương xót của Chúa rồi, nhưng mà mình vẫn đối xử ác với người khác, phải không quý vị? Chúng ta nhớ câu chuyện, mình thấy cũng nhắc tới câu chuyện đó, phải không quý vị? Vẫn đối xử với người khác. Nhưng mà chính những người đó như vậy, khi Chúa nhắc tới thì Chúa kể đó là những người gian ác và họ phải chịu cái hậu quả mà họ gây ra. Vấn đề La Mã, vấn đề Ba La Mã. Chúa Giê-xu đau buồn vì ảnh hưởng ghê gớm của tội lỗi. Chúa Giê-xu đau buồn vì ảnh hưởng ghê gớm của tội lỗi. Tội lỗi ảnh hưởng mỗi chúng ta. Tội lỗi ảnh hưởng mỗi chúng ta. Đây là điều mà Kinh Thánh rất là rõ như vậy. Tội lỗi trả trên đời này ảnh hưởng mỗi chúng ta. Ảnh hưởng nhiều hay ít còn tùy theo như vậy, tùy theo nữa. Nhưng mà tội lỗi ảnh hưởng đến mỗi chúng ta. Nó ảnh hưởng rất là nhiều khi, nó ảnh hưởng mà chúng ta không biết, chẳng hạn như vậy. Tội lỗi ảnh hưởng đến chúng ta qua xã hội, đến chúng ta qua trường học, đến chúng ta qua con em của chúng ta, đến chúng ta qua những người trong gia đình của chúng ta. Nó ảnh hưởng như vậy. Và có nhiều khi chúng ta không biết, phải không ạ? Chúng ta không biết, phải không? Nó ảnh hưởng rất là nhiều. Và cái sự ảnh hưởng của tội lỗi đó, nó chỉ đơn giản là nhiều khi chúng ta không có nhận biết Chúa, không nhận biết cái mục đích của Chúa trong chính đời sống của mình, không nhận biết được cái tiêu chuẩn của Chúa trong chính đời sống của mình. Cho nên vì vậy đó, cái tội lỗi ảnh hưởng đến mỗi chúng ta, ảnh hưởng đến mỗi chúng ta. Cho nên phần A đó, tôi nói rõ như vậy. Phần A là cái chữ khoảng trống nó đè vào tội lỗi ảnh hưởng mỗi chúng ta. Thế phần B, tội lỗi gây tác hại cho chúng ta và cho những người khác. Tội lỗi gây tác hại cho chúng ta và cho những người khác. Thật ra thì rất là rõ, chúng ta biết rất là rõ thôi, phải không? Có rất là nhiều người họ làm những cái điều tội lỗi mà họ gây cho những người, mà nếu chúng ta nhìn, họ là những người rất là bình dân, nhưng rất là bình thường thôi, không có làm cái gì mà gây ra những cái điều ác như vậy, nhưng mà họ phải chịu cái hậu quả. Ví dụ như là mấy cái người đua xe ở trên LA chẳng hạn như vậy, hôm tuần trước đó chẳng hạn như vậy, họ đua xe như vậy, cuối cùng nó đâm vào một cái người mà đàn bà đang đẩy chiếc xe, bà mẹ với đứa con, hai người chết hết. Hai người đó đâu làm gì, phải không quý vị? Nhưng mà mấy người kia nó tập trung vào, nó đua xe và nó làm như vậy. Ý tôi muốn nói rằng Kinh Thánh nhắc tới cái điều đó như vậy. Tội lỗi tác hại đến chúng ta và đối với những người khác, đối với những người xung quanh. Thế nên vì vậy Chúa dạy chúng ta như vậy. Tội, cái bản chất của tội đó là phá hoại. Cái bản chất của tội đó là phá hủy tất cả những cái gì tốt đẹp nhất ở trong cuộc đời của chúng ta, ở trong cái xã hội này. Điểm thứ ba, tội lỗi gây đau buồn và làm tan vỡ tâm can Chúa. Tội lỗi gây đau buồn và làm tan vỡ tâm can Chúa. Tôi nói là chưa nói vấn đề chúng ta, nhưng mà nói về Chúa, phải không? Chúa rất là buồn khi người ta phạm tội, cho nên Chúa tìm mọi cách để Chúa cứu người ta. Chúa tìm mọi cách để giúp cho các môn đệ của Chúa đi đem tin mừng của Chúa đến cho những người khác. Nhưng mà khi Chúa thấy những tội nhân, thì Chúa tan vỡ tâm can của Ngài. Chúa tan vỡ tâm can của Ngài như vậy. Tội lỗi ngăn cách con người ta với Thiên Chúa. Tội lỗi là nguyên nhân gây cho con người ta đau khổ khi phải xa Chúa Giê-xu. Tội lỗi là cái nguyên nhân gây cho con người ta cái sự đau khổ khi phải xa Chúa Thế Giê-xu như vậy. Và cái điều rất là quan trọng, Chúa Giê-xu rất là đau buồn khi tội lỗi làm ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người. Rất là biết bao nhiêu người. Cho nên Chúa dạy chúng ta trong cái tinh thần này đó,
Chúa Giêsu muốn đến thế gian để cứu chúng ta ra khỏi tội. Và không những Ngài cứu chúng ta, nhưng mà Ngài còn muốn chúng ta đồng công với Chúa để cứu tội nhân ra khỏi tội nữa. Có nghĩa là đem tình yêu của Thiên Chúa đến cho những người khác. Cho nên đây là điều mà Chúa muốn trong chúng ta, trong chính đời sống chúng ta. Chúa muốn những người khác được cứu, và Chúa muốn chúng ta đồng công với Ngài trong công việc nhà Ngài. Cho nên khi suy nghĩ ở trong vấn đề này, đây là mấy điều mà Chúa dạy cho chúng ta ở trong cái bài học ngày hôm nay. Cho nên cái vấn đề mà kết luận cái bài học buổi chiều ngày hôm nay đó, nếu như chúng ta là những người con cái của Chúa đó, chúng ta để Chúa hành động trong chính đời sống của mình đó, thì chúng ta sẽ sống một cách chân thật đối với Chúa. Và chúng ta sống trong cái sự công chính mà Chúa đặt để trong chính đời sống của chúng ta, nếu Chúa hành động trong chính đời sống của chúng ta. Cho nên nhiều khi chúng ta hay nói rằng, thưa với Chúa, đây là con người của con, xin Chúa sử dụng chính mình con, xin Chúa giúp cho con để con thể phục vụ Chúa được. Và có rất là nhiều người được Chúa dùng một cách rất là đặc biệt, rất là đặc biệt như vậy. Tôi biết có biết bao nhiêu người, nhất là những người mẹ, họ sang đây, họ sống tại đây một cách rất là, họ trong có nhiều cái rất là khó khăn, nhưng mà trong cái khó khăn đó thì Chúa lại thương xót Chúa cho rất là nhiều người. Họ được biết Chúa, rồi sau đó họ phục vụ Chúa, họ sẵn sàng hy sinh để phục vụ Chúa. Cho nên vì vậy chúng ta phải cảm ơn Chúa, nhất là trong cái mùa dịch vừa rồi đó, trong giáo khu chúng ta đó, cái mục vụ của người Spanish đó, họ làm việc rất là có kết quả. Họ đem phúc âm của Chúa đến cho rất là nhiều người, khi họ đem thức ăn tới, giúp cho họ có được để vượt qua khỏi những cái sự khó khăn, thử thách đó. Người ta làm rất là nhiều việc. Và có rất là nhiều người cũng chính vì người mế như vậy đó, có rất là nhiều người mà tôi rất là cảm động, mà có một số người bây giờ đang tại đây đó, từ những người vô gia cư, họ được những con cái của Chúa làm chứng, họ tin Chúa, rồi sau đó họ trở thành những vị mục sư đang hầu việc Chúa tại trong giáo khu chúng ta nói riêng. Rồi rất là có kết quả mà họ hầu việc Chúa. Khi nói với họ, nói rằng, ồ, tôi phải nói cảm ơn Chúa với cuộc đời của tôi ngày hôm nay được như vậy là do Chúa mới có được. Rồi họ sẵn sàng lái chiếc xe bus đi vào trong những cộng đồng của người mẹ, để họ ngày Chủ nhật đó, họ lái xe bus trong đó, rồi họ đi vào trong cái khu đó, rồi họ mời những người khác lên xe bus để thờ phượng chung với họ. Rồi họ làm tất cả những cái vấn đề có thể giúp cho những người khác được. Nhưng mà tôi nói tại đây là Chúa giúp muốn chúng ta hành động để bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa qua chính đời sống của chúng ta. Và chúng ta cần phải có cái nhìn giống như là Chúa nhìn trong chính đời sống của mình. Cần phải có cái sự thương xót giống như là Chúa đã thương xót mình. Cần phải có cái sự ân cần đối với người khác như là Chúa đã ân cần với mình. Cần phải có sự giúp đỡ người khác giống như là Chúa đã giúp đỡ mình. Nếu có như vậy thì mình sẽ dễ dàng giúp đỡ hơn. Còn nếu không có thì mình khó có thể giúp đỡ ai được. Bây giờ có nhiều người thì nói, thật ra tôi cũng rất là cảm động, có người nói, ồ, tại vì Chúa đã thương tôi cho nên bây giờ tôi thương lại những người khác. Thật ra đó, nếu mà không có Chúa tôi sẽ không thương lại những người khác như thế này đâu. Nếu mà Chúa không có thương tôi, không giúp tôi đó, thì chắc tôi cũng sẽ không giúp cái người khác như thế này đâu. Bởi vì họ làm được như vậy là có Chúa trong chính đời sống của họ. Cho nên vì vậy đó, Chúa đã cứu chúng ta rồi, thì cái mục đích của Chúa vẫn tiếp tục để cứu tội nhân. Và Ngài kêu gọi chúng ta đồng công với Chúa để cứu tội nhân, thì chúng ta cũng phải học theo gương của Chúa để giúp cho những người khác biết đến Chúa. Chúa thương xót tội nhân thì chúng ta cũng phải học theo cái sự dạy dỗ của Chúa là thương xót những tội nhân, đồng công với Chúa để giúp cho những người khác được biết đến Chúa. Tất cả mọi việc chúng ta làm đều vì cớ danh của Chúa, đem vinh hiển cho Chúa. Và chúng ta biết rằng xã hội này người ta rất là cần cái sự giúp đỡ, rất là cần sự giúp đỡ của những người có cái tâm tình trong cái tình yêu, trong sự thương xót của Chúa được thể hiện qua chính đời sống của mình. Cho nên xin Chúa ban phước cho chúng ta để cái sự cứu chuộc của Chúa tiếp tục cho nó được kết quả càng hơn ở trong đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa về cái bài học này. Xin mời quý vị đồng đứng dậy, chúng ta hãy vi cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con đến thờ phượng Chúa, ca ngợi Chúa. Nhưng khi chúng con ở trong sự hiện diện của Chúa thì Ngài cũng ban phước cho chúng con. Tức là trong buổi chiều ngày hôm nay khi chúng con cùng nhau dự lễ thực thánh thì chính chúng con nhận biết rằng ân sủng của Chúa đã tuôn tràn trên mỗi đời sống của chúng con. Bài học buổi chiều ngày hôm nay Chúa dạy dỗ cho chúng con về cái mục đích mà Chúa Giêsu đến thế gian này để cứu tội nhân. Và cảm tạ ơn Chúa khi Chúa đã cứu chúng con. Ở trong sự thương xót, trong ân sủng của Thiên Chúa thì Ngài cũng cho chúng con có cái đặc ân được đồng công với Chúa
để phục vụ Chúa qua việc phục vụ tha nhân, qua việc gây dựng hội thánh của Chúa tại đây. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã giúp chúng con thể hiện cái điều đó qua chính đời sống của chúng con trong suốt những năm tháng vừa qua. Và xin Chúa Ngài tiếp tục dùng chúng con trong những năm tháng sắp đến để hầu cho nhiều người qua chính đời sống của chúng con một cách trực tiếp hay gián tiếp, họ được biết đến Chúa, họ được trở nên con cái của Chúa khi họ tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cho chính đời sống của họ. Chúng con là con cái của Chúa, xin Chúa Ngài cho chúng con trở nên giống như Ngài, cho chúng con có những đặc tính giống như Chúa Giêsu, để rồi qua chính đời sống của chúng con, chính tình yêu của Thiên Chúa được thể hiện và nhiều người nhận được sự cứu chuộc. Thank you, our Father in heaven, for your presence with us, and thank you for your teaching. Thank you for everything you teach us today. I just pray that it, whatever we are learning from the Lord's Communion and also from the teaching to this message, I just pray that it, the Holy Spirit help us, bless us so that we can learn, we can apply it in our lives. Thank you for new week, and we just commit a new week into your hand. We just pray that it, you bless us in new week, and also use us to bless more people, and also help us to share the good news with the unbeliever. Chúng con cảm ơn Chúa về sự thờ phượng Chúa và cảm tạ ơn Chúa về sự dạy dỗ, sự nhắc nhở của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa về một tuần lễ mới. Chúng con xin dâng tuần lễ mới này trong tay của Chúa. Nguyện xin Chúa Ngài hướng dẫn chúng con, đồng hành cùng với chúng con và ban phước cho chúng con. Và để rồi qua chính đời sống của chúng con, nhiều người sẽ nhận được phước hạnh. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Xin Ngài cũng gìn giữ quý cụ, quý ông bà, anh chị em của chúng con đi ra đi vào trong bóng cánh toàn năng của Chúa. Tất cả những nhu cầu, nguyện xin Chúa Ngài cung ứng. Chúng con cảm tạ ơn Chúa vô cùng. May the love of our Heavenly Father, the grace of our Lord Jesus Christ, the fellowship of Holy Spirit be with you all. Nguyện xin tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con, sự thông công của Chúa Thánh Linh ở cùng với tất cả quý cô, quý ông bà, anh chị em. Amen. Chúng ta nghỉ tại đây, quý vị.